chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Pháp nói Mỹ quyết định đúng khi cởi trói vũ khí tầm xa cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa đưa ra bình luận về động thái của Mỹ liên quan đến vũ khí tầm xa mà họ cung cấp cho Ukraine. Theo Reuters, vào ngày 18 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng ủng hộ quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga trong một phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển G20 tại Rio de Janeiro, Brazil. Ông Macron cho rằng đây là một quyết định đúng đắn của Mỹ nhằm giúp Ukraine củng cố khả năng tự vệ trước các hành động quân sự của Nga. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Ukraine, việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine không chỉ là một phần của chiến lược quốc tế nhằm hỗ trợ quyền tự vệ hợp pháp của Ukraine, mà còn phản ánh cam kết của các quốc gia phương Tây đối với việc duy trì an ninh và ổn định ở khu vực châu Âu. Quyết định này cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cường quốc phương Tây đối với Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Phát biểu của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị G20, nơi các nhà lãnh đạo quốc tế tụ hội để thảo luận về các vấn đề kinh tế toàn cầu. Dù vậy, cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp tục là một chủ đề nóng gây chia rẽ cho cộng đồng quốc tế, với nhiều quốc gia có quan điểm khác nhau về cách thức can thiệp vào cuộc chiến và mức độ hỗ trợ cho Ukraine. Nhận định của Tổng thống Pháp được xem là một sự khẳng định cho chính sách hỗ trợ Ukraine mà phương Tây đang theo đuổi, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Nga khi các vũ khí phương Tây tiếp tục được chuyển tới Ukraine trong các gói viện trợ quân sự. Trong bối cảnh xung đột Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh rằng quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga là một phản ứng cần thiết sau khi quân đội Triều Tiên chính thức tham gia xung đột. Ông Macron cho rằng việc sử dụng quân đội Triều Tiên là một động thái leo thang nghiêm trọng từ phía Nga và sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và toàn cầu. Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng với việc Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến, tình hình trở nên phức tạp hơn, đẩy xung đột Nga-Ukraine lên một mức độ nguy hiểm mới. Việc này càng khẳng định sự cần thiết của chính quyền Biden trong việc cung cấp vũ khí mạnh mẽ hơn cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng tự vệ của quốc gia này trước sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, bao gồm cả Triều Tiên. Trong khi đó, theo hãng tin tát của Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell cũng đã xác nhận rằng chính quyền Mỹ đã thực sự cởi trói vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Borrell cũng cho biết Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa có tầm bắn lên tới 300 km vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Mặc dù khoảng cách này không quá xa, nhưng đây là một quyết định quan trọng của chính quyền Biden, bởi nó không chỉ phản ánh mức độ hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ đối với Ukraine mà còn mở rộng phạm vi xung đột với khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực sâu rộng trong nội địa Nga. Ông Borrell cũng chia sẻ tại cuộc họp báo rằng ông không rõ tại sao chính quyền Biden lại đưa ra quyết định này vào thời điểm hiện tại mà không phải trước cuộc bầu cử. Ông cho biết rằng thông tin này là sự thật mà bản thân ông đã xác nhận và từ chối bình luận về các báo cáo truyền thông. Mặc dù vậy, ông Borrell cũng làm rõ rằng không có quyết định chung nào từ các quốc gia EU về việc này. Mỗi quốc gia trong Liên minh châu Âu sẽ hành động theo cách mà họ thấy phù hợp. Không có sự đồng thuận chung về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Điều này phản ánh sự chia rẽ trong chính sách của EU đối với việc hỗ trợ Ukraine trong xung đột, khi một số quốc gia muốn đẩy mạnh sự hỗ trợ quân sự, trong khi các quốc gia khác lại lo ngại về những hậu quả lâu dài của việc can thiệp sâu vào cuộc chiến này. Tình hình này tiếp tục làm nóng lên cuộc tranh luận quốc tế về việc làm thế nào để giải quyết xung đột Ukraine mà không gây ra những phản ứng không thể kiểm soát từ Nga và các đồng minh của Moscow, đồng thời tránh việc làm leo thang chiến tranh ra ngoài biên giới Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng cho biết ông luôn kêu gọi cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí không chỉ cho phép nước này bắn hạ những mũi tên mà còn có thể bắn trúng cung thủ. Trước đó, vào hôm ngày 17 tháng 11, nhiều phương tiện truyền thông của Mỹ đã dẫn lời các nguồn tin cho hay ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào Nga. Cũng theo Tass, tờ Le Figaro của Pháp cũng đưa tin rằng Pháp và Anh đã cấp phép tương tự cho việc sử dụng tên lửa SCALP Storm Shadow của họ trước khi xóa bài mà không kèm theo lời giải thích.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Paris không thay đổi lập trường về các cuộc tấn công sâu vào nước Nga, còn London vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào. Chính phủ Đức cũng xác nhận việc Mỹ đã thông báo cho Berlin về quyết định cởi trói vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong khi Nhà Trắng từ chối xác nhận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Moscow về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ sâu bên trong lãnh thổ Nga đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ vào tháng 9. Theo ông Peskov, quyết định này đánh dấu một giai đoạn mới của sự căng thẳng. Mỹ cởi trói tên lửa tầm xa, Ukraine có thể xoay chuyển cục diện xung đột với Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như muốn làm mọi cách có thể để giúp đỡ Ukraine trong thời gian ngắn ngủi còn lại của nhiệm kỳ. Washington trước đó đã nhiều lần từ chối cho phép Ukraine dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất tấn công sâu mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Moscow do lo ngại sẽ làm leo thang chiến sự. Tuy nhiên, báo chí Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho biết Tổng thống Joe Biden vừa có sự đảo ngược chính sách lớn vào thời điểm chỉ 2 tháng trước khi ông chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tên lửa tầm xa ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Tác dụng đến đâu? Theo đài BBC, sở dĩ Mỹ cởi trói cho Ukraine vì cho rằng binh sĩ Triều Tiên đang sát cánh cùng quân Nga nhằm đẩy lực lượng Kiev khỏi vùng Kursk của Nga. Ukraine bất ngờ tấn công xuyên biên giới và tuyên bố kiểm soát nhiều khu vực tại Kursk vào hồi tháng 8. Ngoài ra, việc ông Trump sắp trở lại Nhà Trắng cũng làm dấy lên lo ngại về tương lai hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Do đó, ông Biden dường như muốn làm mọi cách có thể để giúp đỡ Kiev trong thời gian ngắn ngủi còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống 46 nước Mỹ. Các nhà chính trị và chuyên gia cho rằng việc cởi trói tên lửa ATACMS sẽ giúp Ukraine trong phòng thủ trước các cuộc tấn công của Moscow nhắm vào các vị trí của Nga, bao gồm căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng và kho đạn dược chủ yếu xung quanh khu vực Kursk. Có lẽ ATACMS không đủ để xoay chuyển cục diện chiến trường, một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên tại Kiev nói với BBC. Nga thực tế đã chuyển thiết bị quân sự như máy bay vào sâu hơn trong lãnh thổ của mình. Quyết định này của Mỹ có thể nâng cao sĩ khí cho binh sĩ Ukraine vốn đang xuống thấp. Nó cũng có thể làm tăng thiệt hại cho Nga, một chuyên gia nhận định. Còn bà Evelyn Farkas, từng làm việc tại Lầu Năm Góc, lo ngại Mỹ không có nhiều tên lửa ATACMS để cung cấp cho Ukraine. Ông Donald Trump có thể phản ứng ra sao? Trước đó, ông Donald Trump từng nhấn mạnh nếu đắc cử, ông sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ông không nói rõ cách thức. Cũng không rõ liệu ông Trump có hủy bỏ quyết định cởi trói ATACMS của ông Biden hay không. Thế nhưng, con trai Tổng thống đắc cử Mỹ, ông Donald Trump Jr. đã viết trên mạng xã hội với lo ngại rằng xung đột càng leo thang trước khi ông Trump kiến tạo hòa bình và cứu mạng người. Nhiều quan chức cấp cao của ông Trump, chẳng hạn Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance, thẳng thắn cho rằng Mỹ không nên cung cấp thêm bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Ukraine. Ngược lại, người được đề cử làm Cố vấn An ninh Quốc gia, ông Michael Wallace, lập luận Mỹ có thể đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine để buộc Nga phải đàm phán. Nhiều người ở Ukraine lo ngại ông Trump sẽ cắt đứt việc cung cấp vũ khí, bao gồm cả ATACMS. Chúng tôi lo lắng, chúng tôi hy vọng ông Trump sẽ không đảo ngược quyết định, nghị sĩ Oleksiy Goncharenko của Ukraine nói với BBC. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến e sợ rằng quyết định trên của chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể dẫn tới leo thang xung đột vì đã vượt lằn ranh đỏ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!